Công nương Diana luôn hối tiếc vì không có con gái. Bà Diana cảm thấy hai con là chưa đủ và từng nghĩ rằng nếu có con gái, bà hẳn đã có tất cả. Công nương Diana kết hôn với thái tử sát vào năm 1981 khi mới 20 tuổi, nhưng cả hai ly thân vào năm 1992 và đến năm 1996 thì hoàn tất thủ tục ly hôn. Trong 11 năm chung sống, cặp vợ chồng sinh được hai con trai gồm hoàng tử William và hoàng tử Harry. Theo Paul Parel, từng là người hầu của nữ hoàng Elizabeth để nhưng sau đó chuyển sang làm quản gia cho cố cô công nương Diana, điều mà công nương của nhân dân luôn hối tiếc trong cuộc hôn nhân của mình, là bà đã không sinh được một cô con gái. Bà Diana luôn mong muốn sinh được nhiều con hơn. Bà ấy cảm thấy hai con là chưa đủ. Bà thích có cả một đội quân trẻ con chạy tung tăng khắp các hành lang của điện Kensington, và tất nhiên Diana luôn khao khát có một cô con gái. Ông Burrell, người từng được trao tặng hoàn trường vào hồi năm 1997 vì những đóng góp cho Hoàng gia, anh, tiết lộ với Closer Weekly. Công đường nào qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi thảm khốc năm 1997, chỉ một năm sau khi Hoàng gia xác nhận, cuộc hôn nhân của bà và thái tử Charles đã kết thúc. Ngoài Diana, người yêu bà là Doji Fayek và tài xế Henry Paul cũng thiệt mạng. Vụ tai nạn thu hút sự chú ý của truyền thông trên thế giới và tang lễ của bà đã được khoảng 2,5 tỷ người theo dõi qua mạng. Cuộc điều tra ở Anh vào hồi năm 2008 kết luận vụ tai nạn xảy ra do lái xe bất cẩn. Ông Burrell cũng từng chia sẻ về mong muốn có con gái của Diana trong bộ phim tài liệu The Diana Story chiếu vào năm 2017. Burrell nói rằng, có thêm một bé gái trong nhà có thể là tất cả với Diana, Bà ấy đã mất đi cơ hội được yêu thương gần gũi các cháu, đặc biệt là công chúa Charlotte. Nếu còn sống, bà ấy hẳn cũng sẽ yêu mến kết. Sau khi ly hôn Diana, thái tử Charles kết hôn với tình cũ Camilla Parker Bowles, người sau này trở thành công nương xứ Cornwall vào năm 2005. Hiện ông có 5 người cháu, bao gồm ba con của William và hai con của nhà Harry. Theo các đoạn bằng thoại mà Diana từng gửi cho nhà viết tiểu sử Andrew Morton, thái tử Charles cũng từng mong vợ sinh được con gái. Tôi biết Harry là con trai bởi đã nhìn thấy ảnh siêu âm, nhưng Jack lại muốn con gái. Anh ấy muốn có hai đứa con, một trai, một cái. Vì thế tôi đã xấu, không nói cho anh ấy biết trước khi sinh, Diana từng chia sẻ.